Xin chào mọi người, bữa nay Thảo làm ớt sa tế nha. Cái này ớt này của Thảo là 300 g. Mình làm ớt sa tế thì làm ớt đỏ. Ớt này cay nha mọi người. Đó. Cái này mình làm mình ăn với bún bò, với bún riêu đồ, ngon lắm. Rồi bây giờ Thảo sẽ đi cắt nhỏ nó ra, rồi cái Thảo xay á, mình đem đi mình xay rồi mình mới làm nha. Đỏ ao luôn rồi. Rồi ớt Thảo xay xong rồi nè mọi người, cay lắm nha, nghe cái mùi thôi bao cay luôn. Dưới đây không có chuẩn bị thêm một ít tỏi với lại sả nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Thảo cho dầu vô chảo nè. Rồi bây giờ Thảo cho sả vô nha. Dầu vừa tới ha mọi người, đừng có để nóng quá nha. Nóng quá một cái vô là nó vàng liền luôn á, nó khét liền luôn á. Rồi sả vô, đảo qua đảo lại cái Thảo cho tỏi vô luôn nha. Rồi bây giờ Thảo cho tỏi vô nha, tỏi bằm. Đó, hết tỏi vô. Chưa gì là Thảo thấy nó thơm rồi đó. Mình xào cho nó vừa vàng tới là đủ rồi. Nó vừa vàng cái nó thơm là được rồi. Thơm rồi đó, Thảo là Thảo nghe mùi thơm rồi đó. Mình xào cho cái này nó thơm, nó vừa vàng tới là được cho mọi người. Đó, thơm rồi mọi người. Có ai nghe mùi thơm chưa? Vàng vậy là được rồi nha. Đừng có để vàng quá là nó khét luôn á mọi người nha. Vậy là được rồi. Rồi bây giờ Thảo sẽ cho cái ớt vô nha. Này. Ớt xay nè, cho hết vô luôn. Trời ơi, cái màu nó đỏ. Đỏ rực rỡ luôn. Rồi bây giờ Thảo sẽ trộn đều nó, xào nha. Mình xào một xíu. Cái Thảo sẽ nêm sơ gia vị nha. Rồi bây giờ Thảo sẽ cho vô đây một ít nước mắm nha. Đó, nước mắm. Cho thêm một ít đường nữa nha mọi người. Là như đó thôi đó. Cái này nói chung là không có một cái công thức nào hết á. Thảo cứ làm mà Thảo cứ nhắm nhắm thôi. Chứ Thảo là không có theo một cái công thức chuẩn nào hết. Đó mọi người thấy không? Cái màu đẹp ha. Nhưng mà chưa đâu, một xí nữa Thảo sẽ cho vô đây một ít màu dầu điều nữa nha. Rồi mình sẽ nấu. Xào chứ. Xào nấu gì cũng vậy. Tiếp theo bây giờ Thảo sẽ cho vô đây một ít màu dầu điều nha. Đó, đó được rồi. Rồi xong, bây giờ mình cứ nấu. Nấu xí nữa xong rồi tắt bếp để cho nó nguội, cái Thảo sẽ bỏ vô hũ. Nguội rồi nè mọi người, bây giờ Thảo sẽ cho vô hũ nha. Màu đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Tự làm tự khen luôn. Đó, rồi. Thảo sẽ cho vô hũ hy tinh nha mọi người. Mấy cái này mọi người bảo quản, mình để trong hũ hy tinh nè. Cái xong cái mình cho vô tủ lạnh, mình để mình ăn từ từ thôi. Rồi giờ múc vô nha. Đẹp xuất sắc luôn. Cái này ăn bún bò dít vô miếng, ăn hủ tiếu, ăn phở gì đó dít vô miếng. Cái này mọi người ăn với bánh tráng này kia cũng được nữa nha, cũng ngon đó nha. Tại có sả có tỏi rồi đó, thơm lắm. Đó, múc hết vô. Hoặc là làm mình làm cái nè mọi người ha, đẹp ghê không, quá đẹp luôn. Và là mọi người làm đồ ăn giống như là gà kho sả ớt rồi này kia đó, mình cho vô, trời ơi ngon lắm, thiệt ngon lắm. Làm thử nha mọi người, rất là ngon luôn á. Để Thảo múc vô cho xong đó, mọi người nhớ làm thử nha. Cảm ơn mọi người đã xem.